Tuy nhiên, tuổi Thân cần phải giữ được bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để chúng ta có thể xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Và nhờ có một ý chí mạnh mẽ kiên cường cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải sợ hãi trước tình huống xấu mà chúng ta phận. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên vận trình tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác chúng ta phải đua nhau khen tị. Vậy nên trong cuộc sống thì bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh được những mâu thuẫn xung đột không đáng có làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình trong tháng này. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng bắt đầu với nội dung phân tích lá số tử vi của những người tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch bây giờ. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xét đường công danh sự nghiệp của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những người cầm tinh con khỉ phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có sự khởi sắc đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng năm nay nói chung tháng 7 âm lịch nói riêng, những người tuổi Thân không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc nhiều vì xét thấy có sự bất lợi tranh chấp và kiện tụng. Riêng những người kinh doanh buôn bán có thể hợp tác với bạn bè, nhưng tránh kết hợp cùng với người thân, đồng thời cần phải phân tách rõ ràng công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được sự tranh chấp này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi cho những người tuổi Thân trong năm 2022 tháng này, tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng tháng này là khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm tòi nhiều hướng phát triển khác nhau nên có nhiều nguồn thu. Lưu ý trong năm nay có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân trong nhà. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Thân tháng 7 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua rất nhiều những vất vả lo toan cho công việc, tiền bạc vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ bị ngã bệnh. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh tuổi Thân cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại để phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, không có đào hoa tinh chiếu nên tháng này tình duyên của tất cả những người tuổi Thân rất ảm đạm. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Với những người độc thân, tình cảm cũng không mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò, tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài, khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí, có sự tranh chấp cãi vã với anh em. Tử vi từng tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2022, tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Sức khỏe quý vị gia chủ Bính Thân trong tháng 7 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều.
cần phải đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng quý vị gia chủ cần phải điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng nhìn chung trong tháng này việc làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp cho đương số củng cố tài chính phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, không ăn uống thấy ngon miệng. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Người tuổi Canh Thân sẽ trải qua một tháng có nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn bởi vì làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn, vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững vàng, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các khoản chi phí sinh hoạt trong gia đình hay công chuyện hùn hạp. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá nhiều, quá tải. Những chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc là tiền đề để gây nên các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Xem tử vi, cho tuổi Nhâm Thân tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng, gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Những người tuổi Giáp Thân đã bước sang tuổi 18 trong năm 2022. Nhiều bạn ở độ tuổi này đã phải bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những người trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung, thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của cả hai. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tý và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Thân, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho tất cả quý vị đó chính là chúng ta nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn và không nên tiêu pha tiền quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để tất cả các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, những ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, v.v. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của tất cả gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về lá số tử vi của những người tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch này.
Hy vọng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để chúng ta có thể bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi thì có những khó khăn, cũng là để thách thức chúng ta trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin đến chào và hẹn gặp lại.